Kính chào quý phụ huynh và các em học sinh lớp 3 thân mến. Hôm nay cô và các em sẽ cùng nhau tiếp tục đi chữ quyển bài tập tuần tiếng Việt lớp 3 tập 1 của cuốn sách Chân Trời Sáng Tạo. Trong video ngày hôm nay thì cô sẽ hướng dẫn các em chữa bài tập của tuần 12 cùng em sáng tạo. Phần đầu tiên sẽ là phần kiến thức trọng tâm. Ở trong tuần 12 này chúng ta sẽ được học mà các kiến thức như sau. Các em sẽ được học ôn chữ viết hoa, chữ S, chữ R và chữ T. Các em sẽ được học mở rộng vốn từ về sáng tạo và chúng ta sẽ được học viết đoạn văn tả một đồ dùng cá nhân. Thì đây chính là phần kiến thức trọng tâm mà các em sẽ được học ở trong tuần 12. Phần thứ hai là phần đọc viết. Các em sẽ lắng nghe cô đọc bài đọc sâu chỉ qua ruột vỏ ốc. Sau đó chúng ta sẽ dựa vào nội dung của bài đọc để cùng nhau đi làm các câu hỏi ở phía dưới. Bài đọc sâu chỉ qua ruột vỏ ốc. Hồi đó có một nước láng giềng, lăm le muốn chiếm bờ cõi của nước ta, để dò xem bên này có nhân tài hay không. Họ sai sứ đưa sang một cái vỏ con ốc vặn, rất dài, rộng hai đầu, đố làm sao sâu được một sợi chỉ mảnh xuyên qua đường ruột ốc. Các đại thần đều vò đầu suy nghĩ, nhưng tất cả mọi cách đều vô hiệu. Cuối cùng, triều đình đành tìm cách mời sứ thần ra ở công quán để có thời gian đi hỏi ý kiến em bé thông minh nọ. Khi viên quan mang dụ chỉ của vua đến thì em còn đùa nghịch ở sau nhà. Nghe xong câu đố, cậu bé liền hát: tang tình tang, tính tình tang, bắt con kiến càng buộc chỉ ngang lưng, bên thời lấy giấy mà bưng, bên thời bôi mỡ kiến mừng kiến sang, tang tình tang. Viên quan sung sướng vội vàng trở về tâu vua. Vua và các triều thần nghe nói như mở cờ trong bụng. Quả nhiên con kiến càng đã sâu được sợi chỉ xuyên qua đường ruột ốc, hộ cho nhà vua trước con mắt thần phục của sứ giả nước láng giềng. Liền đó, vua phong cho em bé làm trạng nguyên. Vua lại sai xây dinh thự ở một bên hoàng cung cho em ở để tiện hỏi han. Sau khi các em lắng nghe cô đọc xong bài đọc sâu chỉ qua ruột vỏ ốc thì chúng ta sẽ cùng nhau dựa vào nội dung của bài đọc để đi làm các câu hỏi ở phía dưới. Câu 1. Câu đố của sứ thần nước láng giềng là gì? A. Đưa sợi rơm nếp qua đường ruột ống của con ốc vặn dài. B. Sâu sợi chỉ mảnh qua đường ruột ốc của con ốc vặn dài. C. Buộc chỉ ngang lưng kiến. B. Làm cứng một sợi chỉ mảnh. Vậy thì câu đố của sứ thần nước láng giềng dành cho nước ta là gì? Chúng ta sẽ cùng nhau đọc đoạn văn đầu tiên để tìm câu trả lời. Hồi đó có một nước láng giềng lăm le muốn chiếm bờ cõi của nước ta, để dò xem bên này có nhân tài hay không. Họ sai sứ đưa sang một cái ốc con vặn rất dài, rộng hai đầu, đố làm sao sâu được một sợi chỉ mảnh xuyên qua đường ruột ốc. Như vậy câu đố của sứ thần nước láng giềng đó là đố làm sao sâu được một sợi chỉ mảnh xuyên qua đường ruột ốc. Vậy câu trả lời đúng cho câu hỏi số 1 ở đây chính là đáp án B. Câu đố của sứ thần nước láng giềng là sâu sợi chỉ mảnh qua đường ruột ốc của con ốc vặn dài. Các em khoanh tròn vào đáp án B. Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang câu 2. Lời giải đố của cậu bé là gì? A. Bôi mỡ vào sợi chỉ để sợi chỉ cứng. B. Cho con kiến càng chạy qua mình ốc. C. Đục hai đầu ốc cho to để dễ sâu hơn. D. Buộc sợi chỉ vào kiến càng đặt ở một đầu con ốc, đầu còn lại bôi mỡ, kiến ngửi mùi mỡ sẽ đi sang đầu còn lại. Chúng ta lại tiếp tục quan sát bài văn để tìm câu trả lời cho câu hỏi số 2. Các đại thần đều vò đầu suy nghĩ, nhưng tất cả mọi cách đều vô hiệu. Cuối cùng, triều đình đành tìm cách mời sứ thần ra ở công quán để có thời gian đi hỏi ý kiến em bé thông minh nọ. Khi viên quan mang dụ chỉ của vua đến thì em còn đùa nghịch ở sau nhà. Nghe xong câu đố, cậu bé liền hát: tang tình tang, tính tình tang, bắt con kiến càng buộc chỉ ngang lưng, bên thời lấy giấy mà bưng, bên thời bôi mỡ kiến mừng kiến sang, tang tình tang. Như vậy thì cách giải câu đố của cậu bé thông minh ở đây đó là
bắt một con kiến càng, sau đó buộc chỉ ở ngang lưng, bên thời thì lấy giấy mà bưng, bên thời bôi mỡ kiến mừng kiến sang. Tức là chúng ta sẽ buộc sợi chỉ vào kiến càng đặt ở một đầu con ốc và đầu còn lại thì bôi mỡ, và khi kiến ngửi mùi mỡ thì sẽ đi sang đầu còn lại. Đấy chính là cách giải câu đố của cậu bé thông minh. Vậy câu trả lời đúng cho câu hỏi số 2 ở đây chính là đáp án D. Lời giải đố của cậu bé là buộc sợi chỉ vào kiến càng, đặt ở một đầu con ốc, đầu còn lại bôi mỡ, kiến ngửi mùi mỡ sẽ đi sang đầu còn lại. Thì các em khoanh tròn vào đáp án D. Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang câu 3. Cậu bé trong câu chuyện là người như thế nào? A. Thông minh sáng tạo. B. Biết giúp đỡ người khác. C. Ngoan ngoãn yêu động vật. D. Tinh nghịch ham chơi. Vậy thì qua lời giải đố của cậu bé thì các em thấy cậu bé là một người rất là thông minh và sáng tạo. Vậy câu trả lời đúng cho câu hỏi số 3 đây chính là đáp án A. Cậu bé trong câu chuyện là người thông minh sáng tạo. Các em khoanh tròn vào đáp án A. Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang câu 4. Em hãy viết đoạn văn ngắn tả một đồ dùng cá nhân mà em thích có sử dụng hình ảnh so sánh. Vậy thì yêu cầu ở bài số 4 là chúng ta sẽ viết một đoạn văn để tả về một đồ dùng cá nhân mà các em yêu thích. Đồ dùng cá nhân ở đây có thể là tả chiếc mũ này, tả chiếc áo này, tả đôi dép này. Và trong đoạn văn thì chúng ta sẽ có sử dụng các hình ảnh so sánh. Ví dụ như chúng ta có thể so sánh sự vật với sự vật này, so sánh hoạt động với hoạt động, hoặc là so sánh âm thanh với âm thanh. Tuy nhiên thì đối với một bài văn, một đoạn văn tả đồ dùng cá nhân thì chúng ta sẽ sử dụng hình ảnh so sánh sự vật với sự vật. Vậy thì bây giờ với đề bài này thì cô sẽ có các gợi ý như sau. Đầu tiên là chúng ta cần phải giới thiệu được tên đồ dùng cá nhân mà các em muốn tả là gì. Ví dụ như là cái áo hay là chiếc mũ hay là đôi dép. Và gợi ý số 2 là đồ dùng đó thì có những đặc điểm gì, thì chúng ta có thể viết từ 2 đến 3 câu để nói về đặc điểm của đồ dùng đó. Gợi ý số 3 là chúng ta sẽ sử dụng một câu văn có chứa hình ảnh so sánh sự vật với sự vật. Và gợi ý cuối cùng là chúng ta sẽ nêu tình cảm của mình đối với đồ vật, với đồ dùng đó. Vậy thì dựa vào các gợi ý này thì cô sẽ có đoạn văn mẫu như sau. Dịp sinh nhật năm ngoái, em được bà ngoại tặng cho một chiếc mũ. Như vậy là đồ dùng cá nhân mà cô muốn nói đến ở đây đó là chiếc mũ. Nó được làm bằng vải có màu xanh lá cây. Vậy thì câu văn số 2 thì cô sẽ nói về đặc điểm của chiếc mũ. Vành mũ rộng xòe ra như một chiếc lá sen. Vậy câu văn số 3 thì cô sẽ nói, sẽ viết một câu văn có chứa hình ảnh so sánh. Đó là so sánh vành mũ với chiếc lá sen. Trên mũ gắn một bông hoa hồng rất đẹp, em rất thích chiếc mũ này, em sẽ giữ gìn nó thật cẩn thận. Thì đây chính là một đoạn văn ngắn tả về chiếc mũ. Vậy để hoàn thành được đề bài này thì các em nhớ là chúng ta cần phải giới thiệu được tên đồ dùng cá nhân mà các em muốn tả là gì, đặc điểm của đồ dùng đó là gì, và chúng ta phải viết một câu văn có chứa hình ảnh so sánh liên quan đến đồ dùng đó. Và chúng ta sẽ đi nêu tình cảm, cảm xúc của mình dành cho đồ dùng đó. Thì đấy là những gợi ý để giúp các em có thể viết được một đoạn văn ngắn tả một đồ dùng cá nhân mà các em thích có sử dụng hình ảnh so sánh. Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang câu 5. Em hãy tìm từ ngữ phù hợp để hoàn thành bảng dưới đây. 3 từ ngữ chỉ hoạt động sáng tạo, 3 từ ngữ chỉ đặc điểm của những phát minh sáng chế. Vậy thì đầu tiên chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm 3 từ ngữ chỉ hoạt động sáng tạo. Cô có 3 từ ngữ chỉ hoạt động sáng tạo, ví dụ như là sáng tác, chế tạo hay là sáng chế. Từ ngữ chỉ hoạt động sáng tạo đầu tiên là sáng tác. Từ ngữ chỉ hoạt động sáng tạo thứ hai đó là chế tạo. Và từ ngữ chỉ hoạt động sáng tạo số 3 là sáng chế. Tiếp theo chúng ta sẽ đi tìm 3 từ ngữ chỉ đặc điểm của những phát minh sáng chế. Vậy thì từ ngữ chỉ đặc điểm của những phát minh sáng chế, cô lấy ví dụ là mới mẻ. Những phát minh sáng chế đó có đặc điểm là mới mẻ, độc đáo, đặc sắc. Đặc điểm đầu tiên là mới mẻ. Đặc điểm số 2 là độc đáo. Đặc điểm số 3 là đặc sắc. Như vậy thì chúng ta tìm được 3 từ chỉ hoạt động sáng tạo, đó là sáng tác, chế tạo và sáng chế. 3 từ ngữ chỉ đặc điểm của những phát minh sáng chế là mới mẻ, độc đáo và đặc sắc. Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang câu 6. Em hãy đặt một câu có sử dụng từ ngữ em vừa tìm được ở câu 5 để nói về một sản phẩm.
Cô lấy ví dụ là cô sẽ sử dụng một từ ngữ chỉ hoạt động sáng tạo, đó là từ sáng chế. Sau đấy thì cô sẽ nói về sản phẩm, đó là một chiếc máy cày. Thì cô sẽ có câu như sau: Bác Hùng đã sáng chế ra chiếc máy cày mới phục vụ cho vụ mùa của bà con nông dân. Như vậy ở trong câu Bác Hùng đã sáng chế ra chiếc máy cày mới phục vụ cho vụ mùa của bà con nông dân thì cô đã sử dụng một từ ngữ chỉ hoạt động sáng tạo, đó chính là từ sáng chế để nói về sản phẩm, đó là chiếc máy cày. Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang câu 7. Em kể tên một nhà khoa học và một phát minh sáng chế của người đó. Vậy chúng ta sẽ kể tên một nhà khoa học. Cô lấy ví dụ như là một giáo sư rất là nổi tiếng, đó là giáo sư Trần Đại Nghĩa. Và một phát minh sáng chế của giáo sư Trần Đại Nghĩa đó là nghiên cứu chế tạo súng và đạn chống tăng. Vậy cô sẽ có câu trả lời cho câu hỏi số 7 như sau: Một nhà khoa học đó là giáo sư Trần Đại Nghĩa. Một phát minh sáng chế của giáo sư Trần Đại Nghĩa đó là nghiên cứu chế tạo súng và đạn chống tăng. Như vậy, một nhà khoa học ở đây là giáo sư Trần Đại Nghĩa và một phát minh sáng chế của giáo sư Trần Đại Nghĩa đó là nghiên cứu chế tạo ra súng và đạn chống tăng. Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang bài 3 là nhìn viết. Trong phần nhìn viết này thì các em sẽ lắng nghe cô đọc bài thơ Sao Lấp Lánh, sau đó các em sẽ viết lại bài thơ này vào trong vở của mình. Có ngôi sao lấp lánh trên trời cao, đố bạn nào với được tới ngôi sao lấp lánh trên trời cao. Yêu cầu của bài số 3 là chúng ta sẽ nhìn, sau đó chúng ta sẽ viết lại bài thơ vào trong vở bài tập của mình. Khi viết thì các em lưu ý là chúng ta sẽ phải viết đúng chính tả, viết thật là đẹp và sạch sẽ các em nhé. Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang phần 4 là phần nói và nghe. Nói về một trong các đồ dùng cá nhân dưới đây dựa vào các gợi ý sau. Cô có các đồ dùng như là đồng hồ báo thức này, cặp sách, bàn chải đánh răng, quần áo, và cô sẽ có các gợi ý cho những đồ dùng cá nhân sau. Đó là chúng ta sẽ nói về hình dáng của nó này, nói về màu sắc, nói về lý do mà em yêu thích đồ dùng đó và nói về cách sử dụng của đồ dùng đó. Và với các gợi ý này thì cô sẽ lựa chọn một đồ dùng cá nhân mà mình yêu thích, sau đó thì cô sẽ nói về đồ dùng cá nhân đó như sau. Cô sẽ lựa chọn đồ dùng cá nhân đó là một chiếc cặp sách. Và cô sẽ đi tả về chiếc cặp sách đó như sau: Em có một chiếc ba lô màu hồng có hình con bướm trang trí ở giữa. Chiếc ba lô hình chữ nhật có một ngăn nhỏ phía trước, ngăn to để em đựng sách vở và hai ngăn bên đựng bình nước. Chiếc ba lô đã gắn bó với em 1 năm rồi. Đây là món quà mẹ tặng em nhân dịp sinh nhật nên em thích nó lắm. Chiếc ba lô như một người bạn luôn đồng hành cùng em mỗi khi em đến trường. Em sẽ luôn giữ gìn nó thật cẩn thận. Vậy thì ở đây đồ vật mà chúng ta muốn nói đến đó là chiếc ba lô hay là chiếc cặp sách. Đồ vật đó có màu sắc đó là màu hồng, và hình dáng của chiếc ba lô này là có hình chữ nhật. Tiếp theo, lý do mà em yêu thích chiếc ba lô này là bởi vì đó là món quà sinh nhật mà mẹ đã tặng cho em. Và cách mà chúng ta sử dụng và giữ gìn đồ vật đó đó là em sẽ luôn giữ gìn nó thật là cẩn thận. Như vậy, để có thể hoàn thành được phần đề bài của phần nói và nghe về một đồ dùng cá nhân thì các em hãy dựa vào các gợi ý. Khi nói về một đồ dùng cá nhân thì các em sẽ nói về, đầu tiên là phải nói về tên, giới thiệu tên đồ dùng mà các em muốn nói đến là gì. Sau đó chúng ta sẽ đi nói về đặc điểm về hình dáng, đặc điểm về màu sắc. Và sau đó chúng ta sẽ nói về lý do mà em yêu thích đồ dùng đó. Và chúng ta sẽ đưa ra cách sử dụng của đồ dùng đó. Đấy là cách để chúng ta nói về một đồ dùng cá nhân. Như vậy là cô đã hướng dẫn các em chữa xong bài tập ở tuần 12 rồi. Các em hãy nhớ ghi lại câu trả lời vào trong vở bài tập của mình. Ở video lần sau, cô sẽ tiếp tục hướng dẫn các em chữa bài tập của tuần 13. Cô xin chào và hẹn gặp lại các em ở những video lần sau.